dầu khiến chư Phật như hằng xa đến cũng không có một niệm mừng dầu gặp chúng sanh như hằng xa đồng thời đều bị tiêu diệt cũng không khởi một niệm tâm bi đây là đại trưởng phu được tâm rỗng không bình đẳng tức là cái tâm buồn cái tâm mừng đều không còn nữa lặng lẽ thanh tịnh không giới niệm